Vừa qua, báo Dân Sinh có nhận được đơn thư của các hộ dân thôn Tây, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về việc khai thác cát từ dự án nâng cấp và mở rộng đường giao thông vào khu nghĩa địa 2 thôn Tây Trung và khu tiểu thủ công nghiệp xã Võ Ninh của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái An. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công ty Thái An đã mở rộng đường và tận thu quá mức cho phép, dẫn đến nguy cơ sạt lún hàng trăm ngôi mộ khiến người dân bức xúc. Trong đó phải kể đến phần mộ của cháu ông Đặng Văn Quốc không thể tìm lại. Ngay sau khi sự việc vỡ lở, bị người dân kịch liệt phản đối, công ty Thái An đã mở ngay một con đường khác chạy dọc theo tuyến tránh lũ BOT Quảng Bình, mà con đường này không hề nằm trong quy hoạch như giấy phép số 2146 gạch chéo GP UBND. Điều này khiến dư luận nghi ngại việc công ty Thái An nhập nhèm việc nâng cấp và mở rộng con đường vào khu nghĩa trang để khai thác cát trái phép với trữ lượng lớn. Để rộng đường dư luận, phóng viên đã tìm đến khu vực mà người dân phản ánh là địa điểm mà dự án được cấp phép khai thác để ghi nhận. Thì đây là đường giao thông được cho là cần nâng cấp và mở rộng. Còn đây là con đường mà công ty Thái An mới mở. Lạ lùng hơn nữa, ngày 24 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh đã phê duyệt tại quyết định số 300 gạch chéo UBND. Theo đó, công trình thi công có khối lượng san lấp tận thu là 146.048,36 mét khối, trong đó có 31.269,97 mét vuông đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép khai thác tại giấy phép số 2146 gạch chéo GP UBND. Ngày 19 tháng 7 năm 2016, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại quyết định số 1670 gạch chéo QĐ UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016. Chỉ sau đó một ngày là ngày 25 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh tiếp tục có văn bản số 340 gạch chéo UBND TNMT gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh với nội dung Ủy ban Nhân dân huyện kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp phép khai thác tận thu cát làm vật liệu san lấp, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với khối lượng cát 114.778,39 mét khối cho công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thái An. Điều này khiến dư luận xôn xao và đặt câu hỏi, công ty Thái An được cấp phép để khai thác tận thu cát làm vật liệu san lấp hay được cấp phép khai thác mỏ? Việc Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh ra văn bản số 340 gạch chéo UBND TNMT gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 25 tháng 4 năm 2017 cũng ghi rõ. Theo đó, công trình thi công có khối lượng san lấp tận thu là 146.048,36 mét khối, trong đó có 31.269,97 mét vuông đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép khai thác tại giấy phép số 2146 gạch chéo GP UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016. Như vậy khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi, khối lượng mà Ủy ban Nhân dân huyện nhắc tới là khối lượng mét khối hay là mét vuông? Hay có sự nhầm lẫn không hề nhỏ trong quyết định này hay không? Theo ghi nhận của phóng viên từ nhiều ngày qua, đội xe vận tải của công ty Thái An còn ngang nhiên chạy vào khu vực cấm với những chiếc xe quá khổ và quá tải trọng. Tuyến đường thường chạy qua cầu Nhật Lệ, sau đó rẽ theo hai tuyến đường Nguyễn Du và Trần Hưng Đạo, chạy thẳng vào trung tâm thành phố Đồng Hới. Thông minh hơn, những chiếc xe này chỉ chạy vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 13 giờ 30 hàng ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về sự việc này.